Thưa trước khi nghệ sĩ Thành được thưa chuyện với quý vị đó, cho chúng tôi giới thiệu với quý vị hai nhạc sĩ đệm đàn cổ nhạc cho nghệ sĩ Thành được trình diễn bài Biệt Kinh Kỳ. Phần đệm đàn guitar của nhạc sĩ Văn Hoàng và đàn sến của nhạc sĩ Quang Hoàng, cùng với tiếng đàn keyboard của một nhạc sĩ rất trẻ, rất đẹp, mặc đồ rất diện, nhưng bởi vì sân khấu không đủ chỗ nên cô không được xuất hiện trên sân khấu. Thành ra nếu như quý vị mà vỗ tay thì cô cảm thấy an ủi hơn. Thanh Nhã, đàn keyboard. Cảm ơn em. Bây giờ thì cho Thanh cùng được mời trở lại sân khấu. Nữ nghệ sĩ Phượng Liên, nam nghệ sĩ Phước Hậu, nghệ sĩ Hương Quyền, nghệ sĩ Văn Trung. Xin mời tất cả quý vị lên sân khấu ngay trong giờ phút này. Xin mời nghệ sĩ Phượng Liên. Wow, rất đẹp ạ. Rồi. Lại. Dân xin mời hai nghệ sĩ đứng đó. Nghệ sĩ Văn Trung. Anh hai. Bảy. Thấy anh hai lại đây với tụi em là quá vui rồi. Dân bây giờ thì xin mời nghệ sĩ Phượng Liên. Nghệ sĩ Phượng Liên sẽ thay mặt tất cả anh chị em nghệ sĩ có mặt trong chương trình tối ngày hôm nay, có đôi lời về soạn giả Viễn Châu cho đêm vinh danh ngày hôm nay. Xin mời nghệ sĩ Phương Liên ạ. Kính thưa quý vị tưởng thượng, kính thưa quý khán thính giả thân mến, Phương Liên là coi như là đàn em cháu, và ở đây là có hai người trưởng thượng là anh Bảy Văn Trung cũng như là anh Hai Thành Được, rồi anh Hương Quyền cũng như anh Phước Hậu. Thì tất cả những nghệ sĩ mọi thế hệ đều nổi tiếng và được tất cả những khán thính giả yêu mến đến ngày bây giờ là cũng là nhờ soạn giả Viễn Châu đã có những cái tuồng viết thật là hay cho tất cả những nghệ sĩ của chúng tôi, cũng như là những bài tân cổ giao duyên đầu tiên ông có sáng tác ra được mà để đời tới bây giờ, và những cái tên tuổi lớn đã được quý vị thương mến. Thì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi phải có cái bổn phận để tri ân, để tạ ơn một cái người nhạc sĩ tài hoa, một soạn giả tài hoa đã cho cơ hội chúng tôi được đến với khoa khán thính giả. Không có gì hơn là xin vinh danh soạn giả Diễn Châu, cũng như có một cái kỷ niệm chương để gửi về cho ông nhờ người thân của chú Bảy là Thái Đắc Nhã sẽ lên nhận thai cho ông. Mời Thái Đắc Nhã. Chúng tôi xin mời luật sư Nguyễn Hoàng Dũng, đại diện cho Hiệp hội Di sản Văn hóa Hùng Vương, thay mặt cho ban tổ chức có kỷ niệm chương trao gửi đến cho soạn giả Viễn Châu, vinh danh soạn giả Viễn Châu với chương trình Quyền sử nửa thế kỷ bài tân cổ giao duyên. Xin mời ông Thái Đắc Nhã đứng đây ạ. Thay mặt cho gia đình của soạn giả Viễn Châu, người sẽ nhận kỷ niệm chương này là ông Thái Đắc Nhã. Bên cạnh việc có kỷ niệm chương dành cho soạn giả Viễn Châu, nghệ sĩ Phượng Liên và các anh chị em nghệ sĩ cùng với chương trình hôm nay cũng sẽ có một kỷ niệm chương đặc biệt dành cho anh hai của nghệ sĩ Phượng Liên, anh hai của các nghệ sĩ đúng không ạ? Nghệ sĩ Phượng Liên có muốn nói đôi lời trước khi mình mang kỷ niệm chương ra nè? Cái người nghệ sĩ tài hoa mà Phượng Liên hát trên sân khấu mà tâm đắc nhất là nghệ sĩ Thành Được. Hoàng phủ thiếu hoa của Mạnh Lệ Quân Phượng Liên. Chứ không phải tướng cướp thi đằng của Phượng Liên. Tướng nước thi đằng của chị Thanh Nga. Luật sư ông Nguyễn Hoàng Dũng cũng có nhã ý là trong cái hiệp hội có tặng cho cái đem cầm cho anh hai. Tặng cái kỷ niệm chương cho anh hai cũng như tất cả những nghệ sĩ của chúng em, là gửi đến một người đàn anh, một người đàn anh đã đi đầu và tụi em là cái người tiếp nối. Cảm ơn anh hai. Quý vị ơi, buổi diễn hôm nay, kỷ vật này Thành Được chết sẽ mang đi. Không có chết, không có chết, không có chết.
Và Phượng Liên phải tri ân một cái ông thầy của Phượng Liên là người thầy đầu tiên ở tại Cần Thơ lúc trong ban văn nghệ Tây Đô. Của lúc đó thì Phượng Liên chỉ có 8-9-10 tuổi thôi. Thì anh là người đã khám phá ra, đúng rồi. Phượng Liên thích cái khám phá hơn là phát hiện. Đãi ra vàng. Dạ, khám phá ra cái giọng hát của Phượng Liên sẽ ca giọng cổ hay. Thì anh là người đã dạy nhịp cho Phượng Liên. Và không có biết gì hơn là Phượng Liên có một cái kỷ niệm chương: Phượng Liên xin cảm ơn ông thầy, dù là một ngày cũng là thầy, suốt đời vẫn là thầy. Cảm ơn anh. Bây giờ đó là món quà đặc biệt, mà đây là món quà không phải của đồng nghiệp tặng cho Phượng Liên, mà của khán giả ái mộ tặng cho Phượng Liên. Một trong những khán giả rất yêu Phượng Liên, từ tiếng hát cho đến tính tình. Thưa quý vị, bó hoa ân tình từ Hoa hậu Bích Liên. Hoa hậu Bích Liên. Xin cảm ơn. Bây giờ thì một lần nữa tràng pháo tay cho nghệ sĩ Văn Chung. Dạ kính thưa quý vị, ông soạn giả Diễn Châu viết một cái bài giọng cổ Tân Cổ Giao Duyên để tặng cho ông Thành Được. Mà ông Thành Được nổi danh, tức là anh Thành Được một nghệ sĩ trên sân khấu, người ta dùng cái từ gọi là ông vua khóc ngay. Riêng soạn giả Diễn Châu không có tặng cho tôi Tân Cổ Giao Duyên, mà ông tặng cho tôi một câu giọng cổ dê. Nhờ cái câu giọng cổ dê đó mà tôi, khán giả đã nuôi sống Văn Chung từ 16 tuổi tới bây giờ Văn Chung 85 tuổi. Đây, vậy xin quý khán giả, quý ân nhân nhận nơi Văn Chung tôi lòng biết ơn sâu đậm. Cái câu giọng cổ đó mà nuôi sống Văn Chung là như thế này. Anh Thành Được à, tôi không hiểu tại sao mỗi lần tôi đi ngang qua mấy bà, có hai ba bà khều nhau nói một trái dê kìa mấy chị. Thú thật với anh Thành Được, tới từng tuổi này tôi chưa hiểu nghĩa dê là gì. Dê là sao mà tôi dê ai mới được? Vì có điều cứ mỗi lần tôi thấy cô nào trắng trẻo dễ thương thì tôi hay cười cười liếc liếc. Tôi thấy cô nào vui vui tôi nắm tay nắm chân, tôi thoa thoa chút định. Không lẽ tôi quý trọng, tôi nâng niu, tôi yêu chiều cái đẹp mà bà con lại gan cho tôi hai tiếng dê sồm? Nếu đàn ông không biết dê thì đàn bà đẹp chẳng có ai dòm. Bởi vậy khi không khí chuyển động, trời đất đổi cơn sóng gió, khi trái tim chuyển động thì đàn ông nổi máu dê. Thời xưa có câu, đàn ông bảy thiếp năm thê, đàn bà chịu cảnh chinh chuyên một chồng. Thời nay cơ tạo đã xoay dần, đàn bà còn dê bạo gấp 10 lần đàn ông. Kính thưa quý vị, bị gặp Thành Được hơi khan tiếng chút, xin quý vị thứ lỗi nha. Dạ, tôi chào Thành Được. Sao kỳ vậy? Lúc mà danh hài Văn Chung đứng cạnh các cô đầu đẹp thì giọng trong, đứng cạnh Thành Được giọng khàn là sao? Có một chuyện tôi nói nghe, hồi đó tôi phái Út Trộn lắm. Mà khi tôi đương hát, Út Trộn đứng trong cánh già gà mà nhìn Văn Chung á, ngoài này là Văn Chung á khẩu liền à. Vì đụng hang. Một lần nữa thưa quý vị, tràng pháo tay cho nghệ sĩ Văn Chung, nghệ sĩ Thành Được, xin cảm ơn.